Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Bất Đại trong loạt video hướng dẫn học phần mềm Photoshop căn bản dành cho người mới bắt đầu. Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn các cái panel tiếp theo của phần mềm Photoshop nha các bạn. Trong bài hôm trước, mình đã hướng dẫn các bạn đến cái phần adjustment đúng không? Thì trong cái bài hôm nay, mình tiếp tục giới thiệu với các bạn các cái hai cái menu tiếp theo, đó là Brush Setting và Brush. Thì khi các bạn mở cái panel Brush này lên, thì nó sẽ có kèm theo cái brush setting đó, thì nó sẽ có cả cái brush luôn đó. Hai cái này nó đi đôi với nhau nha các bạn. Khi các bạn chọn cái brush này, brush setting, khi các bạn chọn brush thì nó sẽ có cái panel brush setting cài đặt đó. Đầu tiên là các bạn nhìn thấy cái giao diện của cái brush đúng không? Thứ nhất là gồm cái gì ạ? Gồm cái size là cái brush. Các bạn để dùng cái brush thì các bạn chọn cái công cụ brush tool nha các bạn. Ở bên thanh công cụ, các bạn nhìn thấy cái công cụ Brush Tool này chưa? Các bạn chọn công cụ Brush Tool, sau đấy thì các bạn chọn cái brush mà các bạn cần xem nó. Đây tôi cho nhỏ lại để các bạn nhìn thấy nhiều brush hơn nó. Ở trong hệ thống của Adobe thì nó có một cái danh sách brush, một cái thư viện brush khá là nhiều nha các bạn. Các bạn có thể chọn từ cái danh sách này. Ví dụ như tôi chọn cái brush này. Ở bên cái sổ brush thì nó có cái thông tin, thứ nhất là cái size brush này. Các bạn có thể chọn chỉnh size brush lớn hoặc nhỏ này, các bạn nhìn thấy chưa? Tôi cho cái nét cứng đi cho các bạn thấy, nét lớn này, nét nhỏ này, nét vừa này. Cái này bạn có thể chỉnh sửa cái brush này này. Trong cái bảng mà trên thanh option các bạn vẫn có thể chỉnh cái brush nhanh nha các bạn. Đấy, nó cũng giống như cái bảng brush ở bên đây. Sau đấy là cái phần mà các cái thư viện brush cho các bạn. Các bạn có thể vào trong đây để tìm cái thư viện brush để mở ra nhiều cái brush khác nữa. Đúng không? Cái dưới đây là có một cái thanh chuột để giúp các bạn mở kéo xem cái thumbnail của các cái brush nhỏ hoặc lớn đó. Đây là cái folder, các bạn có thể tạo một cái folder để chứa các cái brush, quản lý các brush nó dễ. Ví dụ như đây có một cái folder general brush thì các bạn thấy không, trong đây nó chứa các cái brush cơ bản đó. Hoặc là các bạn có thể tạo một cái brush này, cuối bài tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái brush và lưu cái brush, xuất cái brush đấy để sử dụng cho các lần sau, hoặc là xóa cái brush đó. Thì sau khi các bạn chọn một cái brush mà các bạn đã nghĩ rồi đúng không, ví dụ như tôi chọn cái brush này và tôi vẽ lên trên đây, các bạn thấy gì chưa? Thì cái brush này các bạn có thể chỉnh sửa được rất nhiều thông tin trên cái brush nha các bạn. Ví dụ như tôi chọn một cái brush này, màu cứng, các bạn nhìn thấy gì chưa? Thì qua bên này, qua bên cái bảng brush setting này, thì các bạn có thể chỉnh sửa được một số cái thông tin cơ bản. Ở bên cái bảng brush setting thì các bạn vẫn có thể chọn các cái mẫu brush có sẵn ở bên trong cái thư viện này cho các bạn. Đây, các bạn trong cái ô này là cái thư viện brush này. Thì trong cái cửa sổ brush setting thì các bạn có một cái button brush. Khi các bạn bấm vào đây thì nó sẽ chuyển đổi qua một cái cửa sổ brush này. Hoặc là khi các bạn tắt cái brush này đi và các bạn chỉ sử dụng cái brush setting, các bạn bấm vào đây thì nó sẽ hiện cái quại cái brush ra cho các bạn, đúng không ạ? Đấy. Hoặc là gì ạ? Hoặc là các bạn có thể vào trong window và chọn brush thì nó sẽ hiện cái bảng brush ra cho các bạn thôi. Đấy. Tiếp theo là cái brush tip shape đúng không ạ? Là cái này là cái tổng thể cơ bản khi các bạn chỉnh sửa một cái brush có sẵn. Ví dụ bây giờ tôi có một cái brush như thế này. Đấy, các bạn nhìn thấy như vậy. Và tôi tiến hành chỉnh sửa các cái thông số để tôi có thể dùng cái brush này một cách cơ động hơn đó. Đầu tiên là cái size. Cái size này thì các bạn có thể chỉnh sửa trên đây hoặc là vào trong đây. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, các bạn. Hoặc là bạn có thể bấm phím vô mắt ở gần phím enter nha các bạn để lớn nhỏ cái brush. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Đấy, lớn này, lớn này, lớn này, nhỏ này, nhỏ này. Bạn có thể bấm phím móc đúng không? Rồi tôi cho lớn cái brush lên. Tiếp theo là cái gì là cái flip x hoặc là cái flip y, tức là cái lật nha các bạn. Tôi sẽ cho các bạn thấy đây, ví dụ như tôi không lật và tôi lật theo chữ y. Nếu mà để như cái dạng như thế này thì các bạn sẽ không thấy rõ được đúng không? Đấy. Sau đây tôi sẽ chỉnh sửa cái spacing. Spacing là gì? Là các cái điểm mà đã tạo thêm một cái đường brush đúng không? Các bạn có thể kết hợp nhiều các cái điểm là hàn lại với nhau tạo thành một cái đường brush trơn. Ví dụ tôi đây tôi giảm bớt các cái điểm thì các bạn nhìn thấy đây, khi tôi vẽ lên là nó sẽ có các cái chấm tròn lát cắt đúng không? Đấy, tôi càng thêm điểm, tôi càng bỏ bớt thì nó càng cái độ khoảng cách nó càng ít đúng không?
hoặc là khi tôi tăng dần, các bạn nhìn thấy chưa, thì các cái brush nó sẽ mềm mịn hơn, tại vì nó nhiều cái đối tượng mà hòa lại với nhau đúng không, nó tạo một cái brush mịn hơn đúng không. Đấy. Ở đây tôi sẽ tăng giảm bớt cái brush này để tôi thấy cho các bạn thấy là cái việc mà lật XY à, đúng không. Đây. Ở đây tôi chọn X trước cho các bạn nhìn thấy chưa. Đấy. Ở như cái flip X và flip Y thì nếu mà để như cái định dạng này thì các bạn sẽ không thấy được. Bây giờ tôi sẽ bóp cái đối tượng này, tức là Rabbit. Các bạn có thể cho cái phân số phần trăm đây, hoặc là các bạn có thể kéo bóp méo cái này để các bạn thấy được là cái độ lật, cái này nó lật như thế nào nha các bạn. Ở đây có một cái mũi tên, các bạn sẽ thấy được là có thể chuyển đổi cái đầu cọ đi theo hướng nào đúng không ạ. Đấy. Đây tôi chọn một cái brush bông hoa để cho các bạn thấy rõ nha. Đây, các bạn thấy bông hoa chưa? Đó, hai bông hoa. Đấy, tôi sẽ bóp méo cái bông hoa này lại. Hoặc là tôi cho cái bông hoa này. Ở đây tôi hướng dẫn các bạn các cái góc. Các bạn enjoy, các bạn nhìn thấy góc brush không ạ? Cái này nếu mà các bạn dùng cái tấm tròn thì chắc không thấy cái góc nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy bông hoa này tôi quay lên như này. Bây giờ tôi quay xuống. Đấy, các bạn nhìn thấy cái hướng của các cây lá đúng không? Đây, cái lá chứ không phải bông hoa nha các bạn. Hướng của các cái lá nó xoay theo cái trục. Đây. Tôi sẽ vẽ từng cái một cho các bạn. Đầu tiên này. Đấy, tôi xoay một vòng này. Các bạn nhìn thấy hướng các cái lá nó thay đổi chưa? Đấy. Đúng không? Hướng lá thay đổi nha các bạn. Đấy, đây là cái hướng đầu quả mà các bạn có thể thay đổi. Sau đấy là các bạn có thể bóp méo này, cái roundness này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Tôi lại quay lại trở lại, tôi chọn cái này. Đấy, tôi bóp méo này cho các bạn thấy nha. Tôi hướng cái đầu quả lên trên đây. Đấy, bây giờ các bạn nhìn thấy gì? Cái hình elip nó méo ngược lên trên đúng không? Đấy, hoặc là nằm ngang này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, hoặc là nằm xéo trong bên này. Hoặc là các bạn có thể chọn lật theo chiều X này, chiều Y này. Các bạn nhìn sự thay đổi khác biệt giữa cái việc tôi chọn cái flip X và flip Y nhá. Đấy là flip X nha các bạn. Đây là flip X này. Tôi bỏ flip X, tôi chọn flip Y. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Flip X, flip Y. Đó. Rồi các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa các cái thông tin đúng không ạ? Ở đây có cái độ mờ này. Độ mờ bin là cái hardness nha các bạn. Hardness càng cao thì cái độ sắc cạnh nó càng cứng. Đó. Các cái cạnh nó sẽ có rõ nét hơn. Hoặc là các bạn cho cái độ hardness nó nhỏ hơn thì cái độ mềm bin của cái brush nó càng xuống nó. Đấy, các bạn có thể thay đổi các cái hướng của cái cọ này. Đấy. Rồi. Trên đây tôi vừa hướng dẫn các bạn các cái thông tin cơ bản nhất của cái việc mà thay đổi các cái thông số trong một cái brush có sẵn mà các bạn chọn trong thư viện đó. Ở trong đây còn có rất nhiều các cái thuộc tính nha các bạn. Ví dụ như shape này, các bạn nhìn thấy chưa? Shape thì có cái size này. Đấy, các bạn nhìn thấy sự thay đổi ở trong cái cửa sổ này này. Đấy, ở đây mặc định là 0% khi tôi kéo ra này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Tôi kết hợp với cái này để cho các bạn thấy rõ nha. Đấy, tôi giảm bớt cái này đi. Đấy. Các bạn thấy gì chưa? Đó. Cái hình nha các bạn, nó thay đổi. Đấy. Đó. Đấy, tôi kéo xuống 0% này. Đó. Tức là các cái hình trong một cái brush nó sẽ thay đổi random, đúng không? Hoặc là các bạn để đều bằng cách chọn size jitter bằng 0. Đấy. Các bạn có thể chọn các cái định dạng mà cái cọ này. Đấy. Hoặc là dial này. Đấy. Hoặc là gì? Pen bristle. Cái này giống như một cái bút mực cho các bạn. Các bạn nhấn xuống thì nó lại mạnh. Đấy. Hoặc là cái gì? Minimum diameter. Đấy. Rồi. Cái này là nét, cái độ sắc nét của cái cạnh thôi đó. Lật. Rồi lật theo X này, lật theo Y này. Các bạn nhìn thấy cái hiệu ứng trong đây nó thay đổi, các bạn để ý là các bạn sẽ thấy đúng không ạ? Đấy. Brush projection này. Đấy. Hoặc là flip X này. Hoặc là flip Y này. Đó. Hoặc là thay đổi cái roundness này. Tức là cái
độ lớn của cái đường pin, cái độ mềm mại đúng không? Đấy. Rồi gì nữa? Scatter. Scatter là cái chế độ random của cây cỏ đúng không? Ở đây ví dụ như tôi chọn cái hardness là lớn nhất đi để cho các bạn thấy nha. Đấy. Đây. Spacing tôi cho một số lượng vừa phải. Tôi sang scattering. Đấy, thứ nhất là về cái gì ạ? Tôi vẽ với cái định dạng scattering là không. Đó. Khi không này, tôi tăng dần này. Đấy, tức là cái độ mà random các cái điểm trên một cái brush đúng không? Bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Các bạn càng random lớn thì các bạn càng kéo lớn thì cái độ random các cái điểm trong một cái đường brush nó sẽ phân tán nha, đúng không? Rồi, các bạn có thể chọn hai chiều. Đấy. Chọn cả hai. Rồi các bạn điều khiển cái định dạng mà các bạn chọn, ví dụ như phết này, hoặc là dial này, hoặc là pen rớt này, pen thai này, đúng không? Rồi thay nó xoay, đúng không? Rồi hoặc là texture này, các cái hoa văn, đúng không? Cái điểm lát, tạo các cái điểm lát, đúng không? Cái này các bạn có thể tự tìm hiểu. Dual brush này, tức là vẽ thêm, chọn thêm một cái brush nữa, đúng không? Đấy, chọn thêm một cái brush nữa. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Rồi hai cái brush chồng lên nhau. Color Dynamic này, Chamfer này, Whisper này, Noise này, Wet này. Đấy. Các bạn có thể tự tìm hiểu thêm mấy cái phần này nha các bạn. Đấy. Smooth là cái đường mềm mại của cái nét vẽ nha các bạn. Tuy nhiên cái này khi các bạn vẽ thì nó hay bị trễ cái đồng brush, nếu mà cái brush của bạn nặng các bạn. Đấy. Rồi tôi quay trở lại với cái phần brush setting. Thì trong cái brush setting này có cái new brush, các bạn tạo một cái brush mới này, cũng giống như trong cái cửa sổ này, các bạn hoàn toàn có thể tạo một cái brush mới đúng không? Cửa sổ nào các bạn cũng có thể tạo được đúng không? Từ clear brush control, xóa cái cài đặt cái điều khiển của cái brush đúng không? Reset tất cả các cái cài đặt khóa đó. Đấy. Đấy, bên trong cái cửa sổ brush thì nó có gì ạ? Nó có là đầu tiên là tạo một cái brush này, tạo một cái nhóm để quản lý cái brush này, rồi đổi tên cái brush này, xóa cái brush này. Đấy. Cái brush name, tên brush này, stroke brush này, brush tip. Đấy. Cái này là cho các bạn xem trong cái cửa sổ thumbnail. Đấy. Nó như thế nào đúng không? Đấy. Rồi các bạn có thể sau cái reset cái brush các bạn mới chọn này, các bạn nhìn thấy gì nào? Các bạn có thể sau cái này lên để các bạn sử dụng khi các bạn đang di chuyển qua lại giữa các cái brush các bạn mới sử dụng, reset này mới sử dụng các bạn. Rồi sau additional reset, cái thông tin reset. Đó. Rồi các bạn restore default brush, các bạn có thể restore lại cái định dạng brush mặc định. Cái import này và cái export này sau khi tôi đã hướng dẫn các bạn cái tạo cái brush. Rồi cái gì ạ? Convert legacy tool preset. Đấy. Cái mục legacy brush này là cái gì ạ? Tức là ngoài những cái thư viện brush ở đây đã có đúng không? Thì các bạn có thể đây cái brush là thư viện nha các bạn. Đây, cái thư viện brush này rất là nhiều, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, đây là cái default tool preset của cái convert legacy tool preset tôi mới mở, các bạn nhìn thấy gì chưa? Cái này nhá. Đấy. Ở trong đấy có rất nhiều cái thư viện brush, các bạn có thể tìm hiểu thêm và thử nghiệm. Đấy. A và rớt này. Rồi nhiều vô kể luôn. Đấy. Rồi cái thư mục gì nữa? Legacy rớt, cái này cũng chỉ là cái thư viện thôi nha các bạn. Cái này thư viện rớt. Đấy. Bạn nhìn thấy chưa? Thư viện rớt.
quá nhiều luôn. Các bạn có thể vào trong đây để tìm hiểu và tham khảo, có thể sử dụng cho các cái công việc của mình. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái brush, lưu cái mật khẩu brush và xuất cái brush đấy và dùng cái brush lại, đúng không? Tôi mở một cái file khác để tôi tạo cái brush nha các bạn. Ví dụ tôi mở con chọn con quà này đi. Các bạn nhìn thấy con quà chưa? Bây giờ tôi sẽ tạo một cái brush có định dạng là cái con quà này cho các bạn thấy. Tôi sẽ chọn vùng chọn của con quà này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Được tương đối rồi nha các bạn. Đấy. Tôi sẽ mở sang một cái layer khác. Các bạn nhìn thấy chưa? Bây giờ tôi đã có một con quà đó. Đấy. Con quà. Và tôi sẽ tạo cái brush có hình dạng con quà này. Các bạn nhớ chọn cái vùng chọn của con quà này đó. Các bạn vào Edit và chọn cái gì? Define Brush Preset. Các bạn nhìn thấy chưa? Hoặc là các bạn có thể chọn cái brush setting hoặc là cái brush. Các bạn vào cái cửa sổ. Xin lỗi các bạn vào cái brush setting. Không phải nha các bạn. Các bạn chọn cái rồi sau khi xong thì các bạn vào trong cái edit, các bạn chọn define brush preset. Ok. Các bạn đặt cho nó một cái tên. Ví dụ tôi chọn là con quà. Ok. Thì các bạn thấy bây giờ trong cái thư viện của tôi nó có một cái brush là có cái con quà, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Mặc định nó sẽ chọn cái brush con quà luôn, đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Bây giờ tôi sẽ chuyển sang cái file khác để tôi vẽ cái brush con quà này ra. Các bạn nhìn thấy chưa? Có một cái brush con quà nha. Đó, các bạn có thể chọn màu khác nhau để thay đổi màu cho cái brush. Ví dụ con quà màu xanh này. Và cái brush này các bạn có thể thay đổi tất cả thông tin trong cái brush tiếp sát nha các bạn. Nó cũng giống như cái brush khác thôi. Ví dụ cái size này. Tôi chọn cái size nhỏ hơn này. Đó. Size nhỏ hơn. Đó. Hoặc là cái tôi bóp méo cái con quả này này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nó bị méo. Đó. Rồi các bạn có thể chỉnh các cái điểm góc. Đúng, con quà nó thì lao từ trên lao xuống đó. Đó. Rồi cái spacing này, cái khoảng cách để tạo thành một cái đường brush từ những cái con quà này. Ví dụ tôi chọn mấy con thôi. Để tôi kéo ra các bạn thấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Cho tôi thêm nữa này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Ví dụ như tôi cho nó một đàn quà. Tôi chọn này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Tôi vẽ một đàn quà nó bay nha các bạn. Đó, tôi giãn ra một tí nữa. Rồi, bạn nhìn thấy chưa? Rồi, tôi quay cái đầu nó lên một tí nữa. Đấy. Để có những cái con quà những góc khác nhau. Thì vừa rồi tôi vừa hướng dẫn các bạn cách tạo một cái brush. Đúng không ạ? Sau khi các bạn tạo một cái brush rồi, trong cái thư mục này các bạn có thể tạo một cái new brush. Trong cái new brush này nó chứa bao gồm các cái đặt cài đặt mà các bạn vừa thay đổi, đúng không? Còn cái các bạn vào trong cái email edit define brush set thì mặc định nó sẽ tạo một cái brush từ cái con cò cái đối tượng mà các bạn đang chọn đây thôi, đúng không? Còn khi mà các bạn tạo một cái brush bên trong cửa sổ của cái brush này. Đấy, brush setting. Đấy. Đây nha các bạn, new brush reset này. Hoặc là cái new brush. Đấy. Hoặc là các bạn có thể vào trong cái sổ này, các bạn tạo một cái brush. Thì khi các bạn tạo một cái brush ấy, brush reset, tức là lưu lại các cái cài đặt của cái brush mà các bạn vừa sử dụng, đúng không? Con quà, ví dụ con quà tôi có cái size này này,
và cái hướng đầu cái cọ nó như thế này này, cái khoảng spacing là như thế này. Để tôi đặt cái con cò là 743. Và trong đây nó sẽ hỏi các bạn là các bạn có lưu cái size và reset này hay không này. Và bao gồm tất cả các cài đặt này và cái màu này. Đấy, các bạn ok hết. Đấy. Thì khi đấy các bạn sẽ tạo thành một cái brush khác. À, ví dụ cái brush này là cái brush mà tôi tạo từ con cò này. Các bạn nhìn thấy chưa? Tôi xóa thì tôi cho các bạn thấy. Đây là cái brush tôi tạo từ con cò đúng không? Và đây cái brush là tôi tạo từ một cái reset. Đấy. Thì cái brush tạo từ reset nó chứa các thông tin của cái cài đặt mà tôi đã sử dụng đúng không? Đây. Đây là cái brush mặc định. Đây là brush của con cò mà tôi đã tạo đúng không? Chứa cái màu mà tôi chọn. Ví dụ bây giờ tôi thay đổi một cái màu. Màu này. Đấy, các bạn nhìn nhìn bây giờ tôi chọn cái con cò mà tôi đã thay đổi tôi tạo từ cái con cò file brush tôi tạo từ con cò đó. Đây là nó thay đổi theo cái màu mặc định màu mà mình chọn đúng không? Nhưng mà khi tôi chọn cái brush mà tôi tạo từ cái reset á thì sao ạ? Cái brush này nó mặc định cái size như thế này thôi. Và nó chứa cái màu này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Tức là khi các bạn chọn cái brush mà các bạn tạo từ con cò thì nó sẽ có một cái độ lớn mặc định của cái hệ thống. Còn khi các bạn chọn cái brush mà các bạn lưu reset thì nó sẽ lấy cái kích thước, cái thông số reset mà các bạn tạo, đúng không? Đấy. Rồi. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Đấy là cách các bạn tạo một cái reset, đúng không ạ? Còn khi các bạn đã có một cái brush con cò này hoặc là cái reset con cò này, bây giờ tôi sẽ tạo cho nó một cái folder là group 1, các bạn nhìn thấy chưa? Và tôi đưa hai cái reset này vào trong này. Đó, bây giờ cái group 1 nó chứa các reset mà tôi mới tạo đúng không? Đấy. Sau khi tôi chọn cái thư mục group 1 để chứa các cái brush con cò các bạn. Các bạn phải chọn cái thư mục mới được nhá các bạn. Còn khi các bạn chọn cái này là nó không hiện ra cái đấy đâu nhá các bạn. Đấy các bạn phải chọn vào đây. Đấy. Sau khi các bạn chọn rồi thì các bạn gì ạ? Xuất cái brush. Đấy, các bạn đặt cho nó một cái tên cái con cò. Ok chưa? Đấy. Sau khi các bạn đặt tên như con cò rồi thì các bạn đã lưu một cái file brush là con cò. Bây giờ tôi xóa cái brush này đi. Đó đúng không? Các bạn nhìn thấy brush con cò ở đâu ạ? Đấy, tôi đã xóa đi rồi đúng không? Như là bây giờ không còn thấy cái brush con cò nữa. Đúng không? Đấy. Và để tìm lấy cái brush con cò đấy các bạn làm sao ạ? Ở trong đây không còn nữa, đúng không? Thì các bạn vào trong cái brush này, cái panel brush nha các bạn. Các bạn chọn cái cửa sổ trên này. Các bạn chọn import. Thì nó sẽ hiện tìm đến cái đường dẫn mà các bạn đã lưu. Các bạn phải tìm đến cái đường dẫn các bạn lưu và mở cái brush con cò ấy lên. Thì các bây giờ các bạn nhìn thấy gì chưa? Bây giờ cái có một cái thư mục là con cò. Nó chứa các cái group đúng không? Cái group đấy có cái hai cái brush mà tôi đã lưu. Các bạn nhìn thấy chưa? Brush thứ nhất là cái brush tạo từ cái hệ thống mà tôi vùng chọn mà tôi tạo con cò. Đấy. Cái brush thứ hai là cái brush mà brush reset nha các bạn. Tôi tạo từ các cái cài đặt của tôi. Đấy. Thì vừa rồi tôi vừa hướng dẫn với các bạn cơ bản về cái phần mà làm sao mà các bạn sử dụng một cái brush chỉnh sửa các cái thông tin trong cái brush, tạo một cái brush mới để sử dụng cho cái công việc sau này của các bạn. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình. Trong các video của mình, nếu cái phần nào các bạn chưa hiểu, các bạn có thể comment phía dưới cái video để tôi có thể trả lời cho các bạn nếu trong tầm hiểu biết của tôi. Xin chào các bạn và chúc các bạn thành công. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé qua cái kênh YouTube của tôi thì các bạn có thể nhấn subscribe để đăng ký theo dõi thêm nhiều cái video hay nữa nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.